Rồi, như vậy thì chúng tôi xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả của kênh truyền thông Media 68 bóng đá phủ miền Tây. Hiện tại thì chúng ta đang có mặt tại sân bóng đá Phạm Minh Giang, quận 12 để cùng nhau đón chờ xem trận đấu giao hữu FC Vận tải Huệ Di Logistics và cùng với đó là các cầu thủ FC 24 giờ. Bóng vẫn còn. Được chuyển cuối cùng của Hoài là vì là hơi nhẹ rồi. Còn một cú dứt điểm nữa, bóng dội vào sân ngang. Xin chúc nữa thì đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ áo cam. Quá đáng tiếc trong tình huống vừa rồi. Một cú dứt điểm rất căng của cầu thủ mang áo số 11, tuy nhiên thì cú dứt điểm vừa rồi nó lại đi trúng vào sàn ngang của khung thành. Thêm một pha dứt điểm của các cầu thủ đỏ. Bóng lúc này đã đi ra ngoài rồi. Lúc này phản công sẽ thuộc về các cầu thủ đỏ. Pha dứt điểm đã trúng vào người của ông bầu Khương Duy. Một cú dứt điểm khá căng của ông bầu bên phía các cầu thủ Vận tải Huệ Di. Đường chuyền không tốt của team ốm. Phản công sẽ quay trở lại dành cho các cầu thủ áo cam. Đây là tiến lên đối mặt với thủ thành. Một cú dứt điểm. Bóng vẫn được tiếp tục của Cảnh Bi. Đường chuyền tốt dành cho tiến lên. Cơ hội đã mở ra. Lại thêm một cú dứt điểm ra ngoài khung thành nữa rồi. Xử lý bóng tốt của tiến lên. Phản công sẽ tiếp tục dành cho các cầu thủ áo cam 3-3. Một cú dứt điểm bóng lại tiếp tục đi ra ngoài. Đây là cầu thủ mặc áo số 11. Thêm một cú dứt điểm nữa. Vẫn là một tình huống bóng sút ra ngoài. Pha càng lúc tốt. Đường chuyền vẫn đến được các đồng đội phía trên. Đây là 2-1. Đường chuyền ra biên vẫn không có được bàn thắng. Phản công sẽ quay trở lại dành cho các cầu thủ Vận tải Huệ Di. Một pha bóng bóng khá mạnh lên phía trên. Xích chút nữa thì đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ đó. Có sự tranh chấp tốt của Đình Tuấn. Tuy nhiên phản công lúc này sẽ thuộc về các cầu thủ cam. Cơ hội dứt điểm. Pha chạm gót vẫn chưa đến đồng đội ở phía trên. Ném bóng khá cao. Cơ hội đã mở ra và bàn thắng đã được ghi. Rất nhanh trong trận đấu này thì đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ Vận tải Huệ Di. Người vừa ghi bàn là cầu thủ Đinh Tuấn. Pha lao lên khá nhanh của cầu thủ mang áo số 23 trước đó. Đó là Khoa. Và đường căng ngang quá thuận lợi để cho Đinh Tuấn có thể tung ra một cú dứt điểm. Tỷ số của trận đấu lúc này đang là 1-0 nghiêng về các cầu thủ áo đỏ. Pha xử lý bóng tốt của các cầu thủ đỏ. Đã có sự can thiệp kịp thời của các cầu thủ FC 24 giờ. Nhưng pha tranh chấp khá quyết liệt. Đường chuyền dành cho Khương Duy. Cơ hội đã mở ra, cú dứt điểm vẫn đi ra ngoài. Đường chuyền ra biên, trả lời các bạn đường chuyền vào trong dành cho Khương Duy đã không thành công. Thêm một cú dứt điểm nữa. Vẫn chưa có được bàn thắng dành cho các cầu thủ áo cam. Trong hiệp 1 thi đấu thì Cường Nghệ đang bắt khung thành. Lại thêm một cú dứt điểm nữa của anh Baku. Giữ bóng không được lâu. Bóng vây lại dành cho các cầu thủ đó. Đây là Khương Duy. Đường chuyền dành cho Cường Nghệ. Phản chống đã mở ra. Một cú dứt điểm đi ra ngoài. Đây là Nghĩa Báo. Đường chuyền vào trong của Nghĩa Báo dành cho anh Baku. Một cú dứt điểm nữa. Vẫn chưa có được bàn thắng dành cho các cầu thủ áo cam. Chọn điểm rời khá tốt. Tuy nhiên cú đánh đầu vẫn chưa vượt qua được hàng phòng ngự. Đường chuyền ra biên khá hay và đã có bàn thắng gỡ hòa dành cho các cầu thủ áo xanh. Xin lỗi các bạn, các cầu thủ áo cam. Bàn thắng được ghi do công của cầu thủ mang áo số 11, đó là Nghĩa Báo. Sau rất nhiều cơ hội đã được tạo ra thì lúc này các cầu thủ áo cam mới có được bàn thắng gỡ hòa. Những pha bàn bạc khá tốt và chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi lại pha dứt điểm này của cầu thủ mang áo số 11. Phản công sẽ quay trở về dành cho các cầu thủ áo cam. Đây là Nghĩa Báo. Đường chuyền tốt dành cho anh Baku. Cơ hội đã mở ra, đây là Nghĩa Báo. Đường chuyền dành cho Tiến Linh. Cú dứt điểm lại đi ra ngoài. Đường chuyền vào trong vẫn còn. Thêm một cú dứt điểm nữa. Khá đáng tiếc khi cú dứt điểm cuối cùng của Cường Nghệ bóng lại đi ra ngoài.